Vừa qua tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đóng điện thành công, chính thức đưa vào vận hành công trình trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Tường và các đường dây đầu mối. Trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Tường có quy mô lắp đặt 2 máy biến áp với công suất mỗi máy là 250 MVA và trạm biến áp 110 kV nối cấp với quy mô 2 máy biến áp nhân với 40 MVA. Được khởi công vào quý 3 năm 2015, dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 437 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư. Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đại diện Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực cho biết, công trình trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Tường hoàn thành sẽ thực hiện tiếp nhận nguồn điện năng từ lưới điện khu vực phía Bắc và hỗ trợ các trạm biến áp 220 kV hiện có của khu vực tỉnh Vĩnh Phúc. Về lâu dài, đây sẽ là một nút 220/110 kV quan trọng trong hệ thống điện miền Bắc, tạo ra mối liên kết mạch vòng cho lưới điện 110 kV, góp phần giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho nhân dân và các phụ tải khách hàng trên địa bàn tỉnh.